Ok, giờ mình ngồi lên để chào mọi người được đây. Chiếc vlog này hơi đặc biệt một chút bởi vì mình đã quay nó từ cách đây một năm rồi. Nó đáng lẽ ra phải là cái vlog đầu tiên của mình nhưng mà hồi đó mình mày mò mình mãi không edit nổi. Thế là thành ra thời gian cứ trôi qua và cái vlog nó cứ ở yên ở đấy. Và cho đến bây giờ mình mới quyết định ngồi lại và edit nó để nó không ở đấy nữa. Và một điều đặc biệt nữa chắc mọi người cũng đã nhận ra rồi, đó là mình đã bắt đầu vlog vào ngày thứ bảy chứ không phải là thứ hai. Bởi vì hồi đó mình nghĩ đơn giản là mình không biết vlog gì, mình chỉ biết vlog một tuần mà hôm đó lại được đi chơi, đi Starbucks để học. Thế nên là mình quyết định bắt đầu vlog luôn, thế nó không có một chút quy củ gì hết. Hôm đó mình và bạn mình đã hẹn nhau từ 2-3 giờ ở quán để ngồi học. Và bây giờ là tầm 5 giờ 5 rưỡi thì bọn mình quyết định thu đồ và lên phố chơi. Bởi vì là cuối tuần mà, ở trên phố cũng có nhiều sự kiện nữa. Và bọn mình cũng đã lên phố rồi thì không ra phố đi bộ thì cũng thấy hơi tiếc. Mặc dù bọn mình cũng không thích nơi đông người lắm. Lượn lờ một lúc thì cuối cùng chúng mình cũng chọn được một chỗ để ăn, một hàng bánh đúc nóng siêu ngon ở Hàng Bè. Ăn mặn xong thì phải có đồ ăn tráng miệng đúng không? Thế bọn mình lại tung tăng đi đến một quán chè. Quán này là quán yêu thích của mình luôn ý. Tối qua thì mình đã không về nhà mà sang nhà Khánh Vi ngủ. Bọn mình còn đi ăn xiên bẩn lúc nửa đêm nữa cơ, nhưng không hiểu sao mình đã quên không vlog lại một chút nào cả. Đấy, ăn chơi bạt mạng như thế mà sáng hôm sau vẫn phải dậy đi học đầy đủ nha. Navigateur pour participer au Tour de France à la voile et
Tuần này thì là tuần nghỉ giữa học kỳ của trường mình. Các môn của giai đoạn 1 thì đều kết thúc hết rồi và sinh viên chúng mình sẽ có một thời gian để tự ôn tập, để chuẩn bị cho các bài thi kết thúc môn. Đó cũng chính là lý do vlog này mình đến trường khá là ít và hầu như không học gì ở trường cả. Thời gian này thì mình vẫn là cộng tác viên của phòng công tác chính trị sinh viên của trường, thế nên là mình đã phải đến khá là sớm để hỗ trợ các thầy cô trong công tác tổ chức lễ khai giảng. Chiều nay thì có một sự kiện khá là đặc biệt với mình. Mình được mời làm cố vấn cho các đội thi TikTok của chương trình Icebreaker 2022 của trường mình. Đồng thời mình cũng chính là người sẽ trực tiếp giải đáp các thắc mắc của các đội thi. Thế nên các thầy cũng tổ chức một buổi họp để mình có thể chia sẻ với các đội thi làm thế nào để làm được một clip TikTok hay, dễ lên xu hướng chẳng hạn. Stayed in but fell so far away. Last night was one big holiday. Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Sickly sweet keeps me.